tính nhờ rộng. Từ từ có xe nó xuống. Rồi nhập làn đường luôn. Tuần mà phố bộ với ngoại đông tối nó không cho xe vô, còn ban ngày vẫn cho xe chạy đó, tối là nó cấm. Ban ngày chạy hai bên nữa, bên chiều đúng rồi, chạy hai bên tưng tưng. Sắp đến biển báo tốc độ giới hạn 60 km/h. Xe nhà anh đâu? Gọi lên lái xe ôm giùm chị. Nhớ mình vô cua cũng phải mở xe nhà. Phía trước có camera phạt nguội. Rồi chừng xe bên trái, chiếc Mini Cooper. À, ôm sát ở ngoài con lương luôn để nhường cho xe con máy nó đi. Rồi đó, quẹo dưới mấy chân cầu nữa. Các bạn đi đêm các bạn thấy bị chói không? Đó, cho mắt ha. Rồi chắc quẹo phải luôn hả? Thẳng. Thẳng luôn hả? Giờ mở xe nhanh trái coi chừng dưới gờ. Rồi nhớ cái mấy em cổng ha. Cầu, ủa cầu đó bắt qua quận 2 hả? Cầu này bắt quận 2 rồi thầy. Quận 2 đúng không? Cầu này là cầu kêu là cầu Thủ Thiêm 2 á. Mất hết quyền hàng cây cái đường này à đó. Rồi mở xe nhanh trái ra luôn, ra lên ngoài rồi tới đây mình quẹo. Phía trước có camera phạt nguội. Phải đi chứ, phải tập hết chứ. Thì biết rồi. Phải tập đêm ngày chứ, mà mờ sáng nữa. Bốn năm giờ sáng rồi nữa. Mà xe nhanh chưa hay đi thẳng? Đi thẳng. Nó tông tối á, nó làm nó không. Nó xe
xe gì đi, chị đâu có biết được cái tình huống nào gì đi giờ nào nữa. Thôi cái đó là cái sở thú là bên đây mà. Dạ. Phía trước có camera phạt nguội. Cách 100 mét vào sân bay. Đội nó bít được, bít lỗ tai luôn không thể nghe. Nên là hắn biết đang nghe nhạc nữa, gà lắc. Rồi em sợ mấy người đi đâu mà đội nó vậy lắm. Bít luôn á, nhiều khi nhét cái phone vô. Kiến hơi thấp đúng không? Tại nãy mình dê quên chỉnh là vòng sang phải, ngõ bên trái có xe không, ôm ra ngoài luôn chứ đâu có ôm vô trong. Khi mình quẹo cua vô mình ôm ra ngoài luôn, nếu mà trống mình ôm ngoài chứ ai vô trong nữa. Chừng nào nó có ba làn đường á mà hai làn ô tô á thì mình mới vô trong, còn này hai làn, một làn xe ô tô một làn xe máy thì mình ôm ra làn ô tô luôn, ra làn ô tô luôn không. Nhớ nha, chứ mình hay vô xe máy là không được. Chừng nào ba làn á mình mới vô làn giữa, không là mình quẹo phải là vô làn giữa, còn bên kia á tao quẹo trái thì tao làn ngoài đó. Còn nó chạy vượt đèn đỏ luôn á. Tới nó đi, nó tới luôn rồi, nó ui chắc tới rồi đó. Nó tới công chuyện rồi. Còn nếu mà hai làn thì mình cứ quẹo qua xong mình lài qua bên trái luôn, phải để ý phía bên trái ha, chứ đừng có quẹo vô trong nữa. Quẹo trong cái xong mình ra nữa cái nó hơi khó chịu cho cái người ấy sao. Ổn đó. Hồ bơi ít kêu rồi tới thì nghe. Hồi xưa đi hồ bơi ít kêu này nè, chút kêu dưới kia này, ngay chân cầu. Kêu đâu rồi, dưới chân cầu. Ngay đây, ngay chân cầu. Xưa có ăn thịt chó đứng bên kia. Đối diện qua đường. Hồi xưa. Vô hẻm không này? Vô hẻm. Cái lầu á. Trời ơi, nổi tiếng luôn á vậy. Hai mơ cái gì. Đúng rồi. Nó nói chưa. Hồi xưa nha mọi người. Mấy người tự nó hôm nay toàn ăn thịt chó. Em bị rủ đi ăn mà em vô em toàn là húp nước không? Với ăn măng không? Có camera phạt nguội. Cười lắm, hồi đó là còn đi học đó nha. Đó, ra bên kia, đi bên kia. Trời, anh trên chơi đá đèn, chán anh thiệt. Đó, anh ngon vượt lên đi. Người ta cấm đó, xe đó. Dạ, mình đi tiếp. Đập ga nhẹ qua chút xíu, nhớ cẩn thận thôi. Trời ơi, một đống xe trước của mình, sao anh đá đèn, thiệt chán thiệt. Ok, còn anh giỏi anh vượt vô phải đi. Các bạn cần chú ý những cái con đường mà các bạn đi ha. Nhiều khi đi đêm nó có những cái tình huống đêm. Ban ngày nó có nhiều cái tình huống ban ngày. Đêm thì thứ nhất là chói mắt này nọ, mình tầm nhìn mình sẽ hạn chế hơn. Nếu mà xe nó có đèn bi gặp, đèn bi thì nó sáng, nhưng mà nhiều khi bi thì các bạn lựa cái loại bi này, cái này nó sáng nè nhưng mà thực chất nó không chói mắt người ta. Tại mình đứng xuống dưới ha, mình đứng ngay chỗ cái tầm mà ánh sáng lên luôn cũng không chói, chỉ mà khung sát xuống nó mới chói. Đó, anh này thể hiện nè, dữ dằn lắm. Các bạn chú ý những cái phần mà các bạn đi ha. Cái mình đi xéo quên kia là ok. Nó nhiều khi mấy anh đi xe ô tô xỉn cũng háo thắng lắm. Đó, đua bơi nhảy gì á. Rồi mở xi nhan trái luôn. Chậm lại chút xíu, nó qua luôn rồi. Rồi dừng lại cho nó qua, dừng lại luôn còn xe sau. Dạ ok đi, rồi đi tiếp.
các bạn chú ý nha, nhường cho mấy anh lớn nha. Mấy anh lớn lắm. Đúng không? Các bạn cẩn thận nha, chịu khó nhường cho mảnh chút xíu, cũng bự lắm ha. Rồi mình đi thẳng ra tới ngã tư xanh luôn, rồi mình thẳng qua đường luôn. Bóp kèn ở đây ra nè đó. Từ trong cái cây xăng ra làm ghê thiệt đó. Trước mắt là ngã tư xanh, mừng tới nhà. Ra thẳng lại bóp, thấy không, thấy lớn không, mấy xem đào nó né không cống á, nó đưa cái đuôi xe vô đầu xe mình. Các bạn phải cẩn thận chút xíu. Cách 100m vào vùng binh và ra ở lối xa thứ hai. Đây, đến ngã tư đèn xanh đỏ ha. Ngã tư xanh. Xi nhan phải qua đây. Rồi mở xi nhan trái. Vô dòng xíu này xin nhìn trái, nhường bên trái nha, nhường bên trái nha. Rồi các bạn vô dòng xíu, các bạn mình nhường bên trái ha. Đó, thì ra dòng xíu các bạn nhường bên phải vậy thôi, nhớ nha, cứ nhường bên trái. Rồi từ từ anh đại lên đây nữa nè, rồi đi thẳng lên mở xi nhan phải, sát quá. Ngó bên phải luôn coi có xe nào qua không. Đó, các bạn nhớ nha, vô dòng xíu là các bạn nhường bên trái nha, ra dòng xíu thì các bạn phải ngó bên phải và nhường bên phải lại ha. Nhiều khi bên trái nhường mình, nói chung là nhường qua nhường lại thôi, tùy theo trường hợp để nhường với nhau. Rồi thôi mình sẽ xin kết thúc video clip này, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chúc các bạn có những trải nghiệm lái xe tốt, an toàn hơn, nhất là ban ngày và ban đêm luôn, cả là ban đêm luôn. Các bạn nhớ đừng quên follow kênh mình nha, đăng ký kênh mình, bật chuông thông báo để đón xem những phần video tiếp theo. Bye bye mọi người. Bye bye tất cả các bạn.